Kính chào tất cả các anh em ghé thăm kênh Review Audio. Em giới thiệu đến nhà mình chiếc đầu băng cassette Nakamichi 600. Hàng từ châu Âu về, dùng điện trực tiếp 220V rất là tiện lợi. Nhắc đến thương hiệu Nakamichi thì chúng ta rất là quen thuộc, một thương hiệu nổi tiếng ở trên toàn cầu. Đặc biệt là với những đầu băng cassette thì có rất nhiều model đắt tiền cao cấp. Có những chiếc đầu băng cassette của Nakamichi lên đến vài trăm triệu, rất là xịn sò cao cấp. Cho nên là riêng về dòng Nakamichi thì nó tiếng quá là chất lượng, rất là hay. Và riêng chiếc máy này thì lại giá thành rất là hợp lý các bác nhé. Chiếc đầu Nakamichi 600 em về được giá tốt chưa đến 10 triệu. Có thể nói là giá siêu tốt so với thị trường. Và điều đặc biệt là chiếc này về hàng Airbay mới keng xà beng, hàng châu Âu. Em nhấn mạnh là đây là hàng châu Âu nhé. Cho nên là dùng điện trực tiếp 220V rất là tiện lợi, cao cấp. Dòng này thì được sản xuất vào những năm 1975 đến năm 1979. Như vậy là đến nay là máy là hơn 40 năm rồi. Nhưng mà tất cả các chi tiết góc cạnh thì đẹp mới tuyệt vời luôn. Các bác cùng em ngắm nhìn chi tiết cận cảnh này. Đẹp tuyệt trần. Đấy, nắp cửa băng được làm hở. Chúng ta nhìn thấy rõ những cuốn băng đẹp ở bên trong. Rất là đẹp. Cao cấp, núm nút thì sáng choang, mới keng cho beng luôn. Cái này là cái vết dơ nhá. Đấy, tất cả cái núm nút này mới tinh, hai bên có hai cái quai sách, đẹp tuyệt trần luôn. Các bác thấy này, máy có volume cho phần output luôn nhé. Như vậy là chúng ta làm gì cũng rất là tiện lợi, có volume output, volume input thì đương nhiên là hai kênh riêng biệt và có cả volume input master. Ở đây thì chúng ta thấy là các cái núm nút này có còn nguyên đầu chụp này. Đấy, còn đầu chụp chưa gỡ ra nhá. Đây, các cái này là còn các cái lỗ này là có đầu chụp mới keng. Chưa bóc ra, chưa dùng luôn. Các bác thấy này, nút nguồn, đồng hồ vu, cặp đồng hồ vu rất to, nền trắng ánh vàng đây, đèn ánh vàng mở lên, ui sổ nó đẹp, phải nó đẹp tuyệt trần luôn. Nhưng mà cái mặt nền bên dưới còn trắng phau, trắng tinh, các bác ngắm này, đẹp không? Mới keng luôn ấy. Em bật đèn lên, bật nguồn lên, đèn vàng. Nhìn nó sang, mê mẩn luôn. Phải nó đẹp xuất sắc. Máy được thiết kế xe chiều ngang 400, chiều cao là 170 mà chiều sâu là 237. Con này thiết kế nó đặc biệt, dạng máy nằm nhưng mà được là thiết kế vát cho các bác nhé. Đấy các bác thấy không? Thiết kế dạng vát. Cho nên là khi mà chúng ta bày trông nó rất là sang, nó đẹp, dễ sử dụng. Và nó sẽ khoe được cái mặt tiền ở bên trên. Nếu mà chúng ta thiết kế máy nằm nhưng mà dạng đứng như này này các bác này, thì đôi khi nếu chúng ta kê nó hơi cao một tí xíu ấy thì chúng ta không nhìn thấy được, không khoe được cái mặt tiền của máy. Còn khi nó thiết kế vát như thế này, chúng ta bày kể cả là trên những cái kệ nó cao nhưng mà vẫn nhìn thấy được cái mặt tiền phía trước, nhìn nó hoành tráng, nó đẹp, nó sang trọng vô cùng. Cái thiết kế rất hay, phải nói là quá tuyệt vời. Tất cả các chi tiết góc cạnh nét căng, đẹp long lanh, keng xà beng luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ quay nội thất chi tiết, sau đấy sẽ test chất âm cho cả nhà mình cùng trải nghiệm nhé. Nội thất chiếc này đẹp dã man luôn các bác này. Sắt xi vàng ống, vàng ươm, long lanh bảy màu luôn. Trời ơi đẹp, phải nói là quá đẹp luôn mới đúng. Các bác ngắm giúp em nha. Nội thất này đẹp kinh khủng luôn, đẹp như mới luôn đấy. Ui ơi, này. Đấy các bác thấy không? Em quay nó sắc nét đến như thế này cơ mà. Chắc là ở Việt Nam mà tìm một cái người mà cẩn thận chi tiết mọi góc cạnh như thế này cho các bác thì em khẳng định chắc là hơi bị hiếm. Khả năng là không có luôn đấy các bác. Đây, Nakamichi 600 điện đa cầu nhá. Từ 100V đến 240V, hàng châu Âu. Em quay cái số seri cho các bác ngắm này. Đây, số seri này được khắc 3836814. Này, các cái chân giác kết nối. Úi dồi ôi, sắt xi này. Vàng ống này. Đẹp đẹp kinh khủng, dã man thật đấy. Mới như vừa xuất xưởng hôm qua. Sợ thật. Đây, bỏ vào máy này. Tất cả là lành lặn. Mới keng xà beng luôn. Quá hoàn hảo luôn các bác nha. Mời các bác cùng trải nghiệm chất âm trên chiếc đầu Nakamichi.
Em test phần phát trước, đây là cuốn băng Metan. Chúng ta lắng nghe qua một ca khúc của ca sĩ Quang Dũng, bài hát Nắng Có Còn Xuân nhé. Đấy, tí nữa em sẽ test luôn phần thu. Mời các bác cùng lắng nghe. Chất âm quá hay luôn, các bác nhớ đeo tai nghe vào nha, để chúng ta cảm nhận hết được cái độ hay. Phải nói là đúng là một thương hiệu nó quá đình đám và vô cùng nổi tiếng rồi, cho nên nó khẳng định được chất âm phải nói là quá tuyệt vời. Đặc biệt là máy quá là mới cho nên là nghe tiếng nó chuẩn, nó hay, phải nói là hay nức nở dã man luôn. Còn bây giờ thì em sẽ để cho một cái cuốn băng vào để em test phần phần thu nhá. Đây là cuốn băng sợi tiếp 2, băng chrome Marcel. Mời các bác cùng trải nghiệm phần thu. Em sẽ thu qua một đoạn trên mạng luôn. Đây, nhạc mạng luôn. Nhạc mạng thì cái chất lượng về nguồn phát đương nhiên là nó không được tốt, nhưng mà qua cái máy này thì nó vẫn rất là hay. Đây các bác nha. Chúng ta sẽ nghe test qua phần thu bài hát Tiếng Hay Đêm của ca sĩ Quang Lê. Em mở play này. Đấy. Rồi, trên máy thì chúng ta sẽ mở nút ghi này và play đồng thời. Tiếng
Rồi, bây giờ em sẽ tua lại nhá, mời các bác cùng trải nghiệm lại cái chất âm mà máy vừa thu, phải nói là hay tuyệt vời luôn. Mời các bác lắng nghe này. Mai chưa đi gặp mặt người cha, còn tay súng giữ quê nhà. Đêm hôm nào nghe tiếng gà làng xa, thầm thoáng ba mẹ già chờ trông con, trông đã bà phơ phơ, mắt đã ngòa bơ vơ. Đã hết cái phần chúng ta mới thu, các bạn thấy không? Máy thu cực hay luôn, thu là 10-10. Phải nói là thu phát 10-10, hay tuyệt vời nức nở. Cái dòng này thì chắc chắn là nó phải hay rồi, không thể không hay được. Bởi vì thứ nhất nó đến từ một cái thương hiệu rất nổi tiếng, máy thì lại mới keng sò beng. Đấy, tất cả là hoàn hảo đến từng góc cạnh. Một chiếc máy nghe hay, bày đẹp, giá thì quá hợp lý luôn. Giá chưa đến 10 triệu, có thể nó bao giá toàn thị trường. Một cái máy mà nó mới tinh như thế này mà chúng ta kiếm được giá tốt như vậy thì có vẻ nói rằng là giá đợt này về quá tốt nhá. Bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ sớm. Cũng nói thêm với bác một tí xíu là như thế này này. Về hàng cũ các bác ơi, là chúng ta không nên so sánh giá đâu. Đấy là bởi vì là cái độ mới của máy ấy, nó sẽ quyết định đến cái giá thành rất là khác nhau các bác nhá. Đôi khi cũng là một cái máy này nhưng mà nó chỉ có một vết chầy nhỏ thôi, một vết xước thôi, là nó có thể mất đi cái giá trị của máy là 1-2 triệu rồi các bác ạ. Một số các bác hay hỏi em là đôi khi em nói là máy bán rồi nhưng mà các bác cứ bảo là hỏi để tham khảo giá. Tham khảo thì là một cái góc độ khác, còn các bác hỏi để so sánh giá thì em khuyên là đừng nên so sánh. Bởi vì chỉ cần một cái máy như thế này thôi mà nó có sức một vài điểm nhỏ thôi, nó cũng đã là mất đi giá trị 1-2 triệu rồi, các bác lưu ý là cái phần đấy cho giúp em. Cho nên là với một cái máy mới tinh mới căng như thế này thì các bác hoàn toàn an tâm, và hàng cam kết 100% là chưa dùng tại thị trường Việt Nam. Chỉ có một chiếc duy nhất, bác nào quan tâm vui lòng liên hệ sớm giúp em. Vẫn là số điện thoại quen thuộc 0916 950595. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều.